Nào, chào các bạn giờ tối học xong rồi không xem điện thoại nữa, các bạn tập chơi bi trên giường. Hai bạn thay nhau chơi. Ui dồi, ui dồi. tư thế nằm của bọn bạn rất là hoành tráng luôn. Ui, bạn nhím à. Bạn nhím với bạn nông dân. Bạn chơi nha, bạn chơi nha. À, được rồi, đúng rồi, giỏi quá. Ô, phải nhả ra chứ. Các bạn chơi xong các bạn phải nhả ra chứ. Các bạn thu luôn vào rồi đấy à. Đấy luôn. Ghê chung hết luôn. Bạn lại siêu sao. Ấy ra. Được rồi. Bạn tiên giỏi nhờ, bạn tiên bắn phát chúng hai viên. Thêm vài viên nữa ở đây thì nó chúng. Lấy chơi ra. Đây có một viên màu đỏ đây rồi nè. Ôi da. Ôi chị được viên xanh rồi. Em nữa thôi. Không tranh nhau, chơi bỏ ra chơi chứ. Bố thu mất viên. Chán nhở. Thôi để chia để thẳng đấy thôi. Bây giờ để một viên ở đây bắn trước. Để hai viên, ba viên vào. Xong rồi lấy một viên bắn. Đó là hai con để chơi không thôi. Thôi, đây. Không được lấy viên to nhá. Lấy đi, lấy viên to, viên bi châu để đặt làm cái cũng được. Có sao đâu. Bứt rồi, đổi cái cho nhau. Bứt rồi. Bứt rồi. Bứt rồi. Chơi cho bắn bắn sát thế, chơi chơi ném thế. Rồi đặt vào giữa để lại bỏ ra để chơi tiếp. Bứt rồi. Bứt rồi. Chơi gậy. Đây chơi gậy bi chứ chơi bắn bi đâu. Đây rơi rồi, chân mẹ này. Chị cầm đâu? Rồi mẹ thấy bắn vào quần mẹ mà. Chị Uyên cầm một. Thế chị Uyên cầm thì chị Uyên phải giả ra chứ. Con cầm mỗi một hạt. Vừa lấy con lấy, con bắn vào chân mẹ. Tìm xem nào. Thôi chị cho. Mượn rồi đấy. Thôi cầm mai thì thấy được chưa? Đang mải có mỗi em tiên là sướng nhất không phải soạn sách nhỉ. Thôi tiên chào các bạn cái nào. Chào các bạn nhá. Chào các bạn nhá.
Các bạn lần sau xem trò chơi gì các bạn comment ở bên dưới. Quay xem.